Vâng, Trung tâm Điện tử Cao Phong xin mến chào quý chị và toàn thể anh em đam mê âm thanh, yêu ca hát. Tiếp tục lên sóng ngày hôm nay, Điện tử Cao Phong lại giới thiệu và test chất âm của những cặp loa hàng bãi xịn audio chân tư. Các bác đang sử dụng những quả súp hoặc là những chiếc cục đẩy audio chân tư thì các bác biết rất rõ là cái dòng sản phẩm này tiếng của nó rất là hay, thương hiệu cực kỳ nổi tiếng đến từ Tây Ban Nha. Đó, một cặp loa hàng bãi xịn bát 40 được sử dụng cho mình một bát 40 gân vải lụa tẩm dầu. Tức là cái gân vải lụa thì các bác yên tâm, độ bền gân của nó rất là cao, đánh nhiều năm các bác không phải lo hư hỏng gân, không phải lo thay gân mà độ bền rất là cao. Thì khoảng đánh một vài năm thì các bác cần mua lọ keo giá trị không đáng bao nhiêu cả, vài chục nghìn thôi, các bác có thể dưỡng gân lại chơi tiếp. Đó, hàng bãi xịn bát 40 và một tép kèn. Riêng dòng loa Outlander này thì rất là thiên về màu đỏ, bát 40 tép kèn và cái phễu của nó màu đỏ luôn, phải đỏ như này thì mới là hàng xịn của Outlander, đúng chất của Outlander. Kể cả cục đẩy có biết đấy, main vỉ là toàn bộ màu đỏ hết. Đó, bát 40 và cái phễu này là phễu bằng kim loại các bác nhá. Đấy, kim loại nên tiếng của nó cộng hưởng với âm thanh rất là hay. Hàng bao zin tuyệt đối cho các bác từ trong ra ngoài. Cái phân tần của bác nhé, bác nào mà quan tâm đến nội thất thì em kết nối với em số Zalo 0368724218, em sẽ gửi hình ảnh chi tiết về cặp loa này cho các bác. Cái phân tần của nó cực kỳ là đẹp, cực kỳ chất lượng. Cái phân tần của bác bỏ nhiều triệu đồng ra mà các bác không thể mua nổi cái phân tần này luôn, bởi vì cái phân tần của nó rất là đắt tiền và giá trị. Phân tần to. Đấy, và toàn bộ cái viền xung quanh để lắp căng này bằng kim loại hết này. Đấy, đấy rất cầu kỳ, người ta làm rất thiên rất nhiều về chất lượng. Được sử dụng cho mình một cái thùng có chiều cao là 70, chiều sâu tầm khoảng 40 và chiều ngang tầm khoảng 45. Rất đẹp, thùng gỗ và sơn sần cát là đặc trưng của dòng loa Outlander này. Tiếng hát rất hay khi hát karaoke và nghe nhạc rất là sạch sẽ. Đó, tiếng cực kỳ hay. Đấy, mọi chi tiết các bác có nhu cầu về cặp loa hàng bãi xịn Outlander này thì các bác liên hệ với Điện tử Cao Phong. Số điện thoại của em là 0772260096 và số Zalo là 0368724218. Đấy, các bác kết nối Zalo em sẽ gửi video mở nội thất chi tiết về cặp loa này cũng như là hình ảnh rõ ràng cho các bác xem, cực chất luôn. Đấy, quả này công suất của nó đánh trung bình là 400W. Đấy, các bác hiểu hình dung là những dòng loa bãi xịn người ta ghi công suất rất là chuẩn và ghi công suất không bao giờ ghi hàng nghìn watt như dòng loa nhái. Những dòng loa xịn người ta ghi công suất chỉ 200-300W thôi. Đấy, nhưng mà đánh rất phê luôn, quả này 400W một quả. Đấy, các bác có thể dùng những cặp loa này để hát karaoke, nghe nhạc trong gia đình. Đấy, các quán cà phê, sân vườn, nhạc phòng trà hoặc là ghép vào các phòng karaoke kinh doanh, đi làm sự kiện, tức là cái phạm vi sử dụng rất là rộng. Thùng thiết kế là 5 cạnh, cái thùng 5 cạnh này rất là khoa học, bởi vì các bác có thể để đứng như này, để nằm trên sân khấu hoặc là các bác có thể treo được. Đấy, trong phạm vi sử dụng nó rất là tiện. Đây có cái lỗ để treo loa này. Đó. Và cái cặp này thì các bác yên tâm là nó có cả cái lỗ để các bác cắm cọc loa phía bên dưới, đầy đủ hết. Đấy, một lần nữa xem quay cho các bác cái thông số phía sau nhé, để các bác nắm được cái thông số này. Đây là cái thông số phía sau của quả này, rất là chất luôn. Số lưu đầy đủ, hàng hãng các bác nhá, hàng tiêu chuẩn nên là người ta làm chất lượng. Đây, số lưu LS15+ này, đời cao này, audio chân tư này. Nhìn cái audio chân tư có tuyệt tuyệt này, nhìn đã sướng rồi này. Đó, công suất là đánh trung bình là 400W này. Các bác nhìn này, thông số này các bác có thể chụp lại. Số lưu đầy đủ này, hàng thương hiệu này, vào ra rất nhiều chiếc hết. Đấy, bao xịn cho các bác cặp loa này luôn. Với số lượng không có nhiều thì các bác có nhu cầu đang muốn sở hữu cho mình những cặp loa chất thì các bác liên hệ với Điện tử Cao Phong. Và hàng này em về em để nguyên bụi luôn, em chưa vệ sinh nhưng nó đã rất là đẹp, thùng vách nguyên zin hết, không bị vỡ vạc sứt méo gì nhá. Đấy, còn các bác mua thì các bác chốt là phát là em đã lau chùi vệ sinh nên sạch đẹp lử luôn, để nguyên bụi tây luôn. Một lần nữa xin cảm ơn các bác và anh em đã theo dõi video. Đấy, các bác có nhu cầu thì có liên hệ với em theo số điện thoại 0772260096 hoặc là số Zalo là 0368724218. Thời nhích volume thì có cùng thẩm âm em, tiếng rất hay. Đó, bát trùng chép nghe rất là phân biệt, rất là rõ ràng. Bát rất đẹp nha, bát gân vải lụa tẩm dầu, các bác nhìn cái bát của nó đẹp này.